share. Anh hãy cho em vài kinh nghiệm đi. Là anh thử nói 5 câu gọi là nịnh vợ mà nói mà sao ra cảm thấy được nịnh nha, là anh qua cái thử thách này. Em ơi ơi. Nhưng mà tại sao anh lại nhìn anh Vinh để nói? Chả nói em. Em ơi, em đẹp quá. Hơi 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 hơi